Bé gái sơ sinh mọc răng từ lúc còn đang nằm trong bụng mẹ. Nhờ hai chiếc răng cửa mọc sẵn, cô bé bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý của người dân nước Anh. Mọc răng là một trong số những cột mốc đáng nhớ trong sự hình thành và phát triển của các em bé. Thông thường, trẻ phải mất 6 tháng mới mọc những chiếc răng đầu tiên. Thế nhưng, cô bé đến từ nước Anh là ngoại lệ. Ngay từ lúc mới chào đời, em đã sở hữu hai chiếc răng cửa xinh xắn. Nhờ có làn da trắng hồng, đôi mắt xanh là húc hồng đúng chuẩn châu Âu và đặc biệt là hai chiếc răng cửa ở hàm dưới, cô bé bỗng thu hút sự chú ý của rất nhiều người, trong đó có tất cả các y bác sĩ và y tá ở bệnh viện. Họ cũng cho biết, trường hợp trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi có thể mọc răng thường rất hiếm gặp. Không chỉ gây ấn tượng với người xung quanh, mà cô bé này còn khiến chính bố mẹ ruột phải bất ngờ. Dù đã vượt cạn thành công nhưng tới nay, mẹ của cô bé 29 tuổi vẫn không khỏi xúc động khi kể về lần đầu bé con gái trên tay. Vốn là người khó thụ thai, sản phụ này luôn cẩn thận theo dõi và làm theo lời khuyên của bác sĩ trong suốt quá trình mang bầu. Tuy nhiên, đi khám định kỳ, nhưng chị vẫn không hề phát hiện rằng con gái của mình có thể mọc răng sớm tới vậy. Đồng ý rằng, hai chiếc răng cửa của cô bé đáng yêu hơn hẳn, nhưng mặt khác, đặc điểm này cũng khiến bà mẹ 29 tuổi có phần lo lắng, đặc biệt là lúc chị phải cho con bú. Hiện tại, chị thường cho bé bú bình thay vì bú trực tiếp như bình thường. Nhiều chuyên gia cũng khuyến cáo rằng, chị nên theo dõi kỹ hơn về việc mọc răng của con gái một cách sát sao hơn. Mặc quần ngắn siêu bó sát, Trương Quỳnh Anh lại gây thức mắc fan khi lộ vùng nhạy cảm. Mỗi lần mặc trang phục nhạy cảm, Trương Quỳnh Anh lại bị fan xăm soi vùng nhạy cảm. Trương Quỳnh Anh vừa xuất hiện cực gợi cảm và nóng bỏng khi đi hát trong một quán bar. Cô nàng diện trang phục dung suốt cá tính và quyến rũ. Điều đáng nói là chiếc quần Trương Quỳnh Anh mặc lại bó sát và ngắn quỉnh cẩn, giúp nữ ca sĩ khoe đôi chân thon thả nuột nà. Tuy nhiên cũng vì thế mà cô bị soi vùng nhạy cảm đầu lộ trước ánh mắt của cánh mày gâu. Ở những góc máy nguy hiểm, nữ ca sĩ lại trông càng hớ hên hơn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng tối qua Trương Quỳnh Anh xinh đẹp xuất sắc. Nhan sắc của cô nàng dễ dàng khiến cánh mày râu phải loạn nhịp tim. Bà mẹ một con ngày càng sắc sảo mặn mà, chinh phục fan bằng góc nghiêng thần thánh. Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ bị soi vùng nhạy cảm vì trang phục bó sát. Trương Quỳnh Anh cần phải cẩn thận hơn khi mặc những loại trang phục như thế này.